Ngài từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, vừa rồi thì con nghe Ngài nói tuần này sẽ học tới. Dạ, con xin đưa ra, nếu con có sai thì Ngài chỉ dạy lại cho con sửa. Dạ, sẽ học tới thiện và cảm ơn suối nguồn. Dạ, học tới thiện vô sắc giới và thiện thiêu thế. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, một lần nữa con cung thỉnh Ngài cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp học thanh tịnh đạo, tâm luôn được an vui thanh tịnh. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ. À, xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính thưa quý vị, ở tuần trước chúng ta học quả thức quẩn, cũng nhắc lại là trong thanh tịnh đạo khi nói về Ngài Bồ Tát Cú Xá sau khi trình bày về sắc quẩn thì Ngài tiếp đến là trình bày về thức quẩn. Ngài cho rằng vì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, đó là những cái tâm sở thuộc tính của thức quẩn nhiều, cho nên được đem ra nói trước rồi mới đến thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thay vì chúng ta nói đến ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức là sơ cùng, nhưng ở đây thức được nói trước là thọ, tưởng, hành. Điều đó thì nó cũng hợp lý chứ không có trở ngại gì. Và khi mà đề cập đến thức quẩn, Tất Cú Xá Ngài đã trình bày thức thiện, thức bất thiện, thức vô ký, chỉ có ba. Thức thiện ở đây đó, kamma vacchara, kusala, vijnana. Thì nói đến thức thiện thì được trình bày bốn loại thiện. Tức là thức thiện dục giới gồm tám thứ. Như là thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, v.v. Rồi thức thiện sắc giới thì có thiện sơ thiền,
thiện nhị thiện, thiện tâm thiện, thiện tứ thiện, thiện ngũ thiện. Rồi thực hiện vô sắc giới. Thì hôm nay chúng ta học đến thực hiện vô sắc giới có bốn thứ, do phân theo đề mục vô sắc. Tức là để nhất thiền không vô vi xứ, để nhị thiền vô vi xứ, để tam thiền vô sở xứ, và để tứ thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở đây khi mà chúng ta học về thắng pháp á, thì chúng ta cũng đã được hiểu cái tâm thiện dục giới là cái tâm đa nhiệm, cái tâm làm việc lành, làm việc tốt, như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hưởng phước, tỷ phước và cải chánh tri kiến. Thì khi mà thiện dục giới tu tiến, cái đề mục chỉ tịnh Samatha Pavana như là mười biến xứ vân vân, khi mà tu thiền chỉ đạt đến cận định rồi đạt đến trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh gọi là sơ thiền, có tầm có tướng hỷ lạc định, rồi vượt qua sơ thiền đạt tới nhị thiền chỉ có tướng hỷ lạc định, vượt qua nhị thiền đạt chứng đạt được tam thiền có hỷ lạc định, vượt qua tam thiền chứng được tứ thiền chỉ có còn lạc và định, rồi vượt qua tứ thiền đắc chứng ngũ thiền chỉ còn định và xả, tức là các chi thiền giảm dần dần như vậy. Cái sự phân loại của thiền sắc giới là dựa trên chi thiền. Các tầng thiền sắc giới được chứng đắc do một thứ địa mục, như địa mục đất biến xứ chẳng hạn. Rồi địa mục đất đó đắc được sơ thiền, đắc nhị thiền, đắc tam thiền, đắc tứ thiền, đắc cửu thiền. Nó tùy theo cái mức độ thiền chi Chanagra. Do đó cần phải hiểu rằng thiền chứng sắc giới phân loại có năm bậc: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, là do y cứ vào chi thiền tương ứng với tâm thiện, tâm thiện sắc giới. Còn nói về tâm thiện vô sắc giới thì thiện vô sắc giới nó gồm có thiện không vô vi xứ, thiện thức vô vi xứ, thiện vô sở xứ, thiện phi tưởng phi vi tưởng xứ. Cả bốn bậc thiện này đều là ngũ thiền với hai chi thiền là xả và định. Cho nên cái sự phân biệt
cái sự phân loại thứ bậc của thiền là dựa trên địa mục. Lúc trước chúng ta có học về các cái địa mục thiền vô sắc, thì chỉ nhắc sơ cho quý vị nghe về thiền vô sắc đó. Một vị sau khi đã chứng được thiền sắc giới rồi, vị đó lấy cái địa mục hư không của biến xứ Kasina, hư không thuộc về địa mục biến xứ của sắc giới thì có giới hạn, nó được biết qua một cái lỗ hổng, một cái khung cửa sổ có thể tròn hay có thể vuông, nó bị giới hạn trong cái khuôn khổ đó. Vị hành giả nhìn vào cái lỗ hổng đó ở trên vách hay trên nóc nhà để lấy là địa mục hư không Akasa. Nhưng đến khi mà vị này chứng đắc được thiền sắc giới ngũ thiền rồi đó, vị này cũng lấy cái địa mục hư không, nhưng mà hư không ở đây là không có giới hạn, tức là do vị đó suy tưởng là chỗ nào cũng có hư không, hư không vô cùng tận. Vì vậy cho nên vị này mới suy niệm rằng Akaso Ananto, hư không là không có cùng tận. Cho đến khi nhập tâm và chứng đắc được vị nhất thiền vô sắc giới, gọi cái thiền, tâm thiền đó là thiền không vô biên xứ. Sau khi chứng đắc được thiền không vô biên xứ, vị hành giả thấy được cái khuyết điểm của thức không vô biên xứ, bởi vì chính thức này vẫn còn bị tâm biết. Do đó nếu mà nói không cùng tận thì phải nói là thức không cùng tận, quy nha năng nên tăng. Bởi vì thức đó còn biết được tâm thiền không vi vi xứ nữa. Cho nên vị này bỏ cái đề mục không vô vi xứ, mà vị này niệm tưởng qua cái đề mục gọi là thức vô vi xứ, tâm thức biết cảnh không có giới hạn. Nhập tâm như vậy cho đến khi vị này chứng đắc được niệm nhị thiền vô sắc, gọi là thiền thiện thức vô biên xứ. Sau khi chứng đắc được định vị thiền, vị này mới suy tư bỏ không vô biên, bỏ đề mục không vô biên, mà đề mục thức vô biên
cũng mặc dù nó là vô biên nhưng mà cũng gọi là có, cũng gọi là có. Cho nên vị này mới suy tưởng nát thiết kiên trí là không có chi hết, gọi là vô sở xứ. Cho đến khi chứng được đệ tam thiền vô sắc, sau khi chứng được địa tam thiền vô sắc là vô sở xứ, tâm thiền vô sở xứ, tiếp tục về hành giả mới suy tưởng rằng nói cho cùng thì thức vẫn có, nhưng mà nó vi tế, tinh vi hơn, không hư không. Do đó nếu mà phủ nhận thức cũng không được, cũng không đúng, mà chấp nhận cũng không đúng. Do đó vị này có cái quan niệm rằng không có tưởng, cũng không phải là không có tưởng. Mới gọi là phi tưởng, phi vi tưởng. Ngài Bố Thất Vô Sáng, Ngài dùng cái ví dụ đi đang khát nước, đi trên đường, nhưng mà gặp cái chỗ đất ướt trơn trượt, người này nghĩ rằng con đường trơn trượt bởi có nước, nhưng mà khi nghĩ đến lấy nước đó mà uống giải khát thì không được, không có nước. Cho nên cái chỗ đường trơn trượt đó nếu có nước cũng đúng, mà nó không có nước cũng đúng. Có nước nó mới làm trơn cái mặt đường, mà không có nước là không thể múc để mà uống giải khát. Cũng giống như vị mà đạt đến cái thiền cao gọi là phi tưởng, phi vi tưởng, do cái sự suy nghĩ như vậy. Một nghĩa khác nữa là khi mà suy tưởng về cái thiền phi tưởng, phi tưởng đó, là cũng vì đạt đến cái thiền chứng này tâm rất là vi tế. Tâm vi tế đến mức độ mà tưởng như là chừng như là không có tưởng, không có tâm, nhưng mà thực sự không phải là không có tâm, có nhưng có tinh vi. Cái sự tinh vi của tâm thiền phi tưởng vi tưởng đến mức mà nó tinh vi đến mức mà bậc A La Hán hay A Na Hàm vị đó sau khi nhập thiền phi tưởng phi vi tưởng rồi, vị đó
diệt thọ tưởng, tâm không sanh suốt 7 ngày. Trong 7 ngày đó chỉ còn có cái sắc, sắc quẩn này thôi. Nhưng mà tứ dinh quẩn thì hoàn toàn không có, không có sinh khởi. Trong thời gian 7 ngày đó, vị này cũng giống như là cái vị phạm nhân cõi vô tưởng như vậy. Chính vì cái sự tinh vi của tâm thiền phi tưởng phi tưởng nên đó là có tâm nhưng mà tâm nó rất là tinh vi, bởi vì không thể nói là phi tưởng. Vì nó vẫn là phi phi tưởng, chẳng phải là không có tâm. Chữ tưởng ở đây chúng ta phải hiểu là tâm, là thức. Như vậy gọi là bốn thiền vô sắc, bốn thiền thiện vô sắc. Cái thiền thiện sắc giới và thiền thiện vô sắc giới mà chúng ta học trong ngày hôm nay, đây là những cái tâm thiền chứng chứ không phải là cái tâm tu thiền. Tu thiền là cái tâm thiện dục giới mới tu thiền. Khi mà chứng đạt được thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới thì lúc đó cái này gọi là chứng thiền. Và khi nhập thiền Samapatti thì cũng là nhập thiền thiện này. Thiền thiện vô sắc giới hay là thiền thiện sắc giới, những cái tâm thiền này nó sanh khởi cho các bậc hữu học tu thiền chỉ là Anahàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Quần, và sanh khởi cho cái vị hành giả phàm tam nhân, tức là vị hành giả tục sinh bằng cái tâm đại quả vô tham vô sân vô si. Vị này mới có khả năng chứng được thiền. Như vậy thì bậc hữu học và hạng phàm tánh nhân khi mà chứng đắc thiền thì thiền đó gọi là thiền thiện. Cái tâm thiền thiện nó có một điều đặc biệt là khi mà chưa không có bị hoại thiền, không có bị hư thiền thì sau khi mệnh chung chính thiền thiện này nó tạo ra cái tâm quả, tâm quả sắc giới hay quả vô sắc giới để dẫn đi tái sanh ở cõi phạm thiên sắc giới, phạm thiên vô sắc giới. Tâm thiền thiện còn tạo ra cái tâm quả tục sinh hoặc kiếp và tưởng cho với vị phạm thiên ở cái cõi sắc giới vô sắc giới. Và tâm thiền thiện nó thuộc về
một cái loại động lực tâm có chức năng tạo quả, gọi là nghiệp dị thời cho quả dị thực. Nhưng mà tâm thiện thiện sắc giới và vô sắc cũng như vô sắc giới, nó chỉ cho quả sanh báo nghiệp của Bồ Tát Chá Quê Lê Ni cho tâm mắt, tức là chứng đắc thiền ngay trong hiện tại này. Mà nếu giữ vững tâm thiền đó không bị hoại thì sau khi mệnh chung nó sẽ tạo ra quả sắc giới hay là quả vô sắc giới để tái sanh vào cõi phần thiên sắc giới, vô sắc giới. Chớ tâm thiền sắc giới thì vô sắc giới nó không có tạo ra quả hiệu báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp. Tuy vậy, ngay trong hiện tại một người mà tu thiền, chứng thiền thì người đó có quy lực lớn, khi tu chứng thiền sắc giới vô sắc giới, vị này có khả năng nhập định giữ tâm sanh chỉ có một thứ tâm thiền trong suốt một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, cứ khởi lên cái tâm thiện rồi riết, gọi là samapatti, nhập thiền. Lại nữa, một người đã chứng thiền khi mà chứng được tới ngũ thiền sắc giới thì vị này nhập thiền gọi là Parakachana, là thiền cơ. Sau khi nhập ngũ thiền xả thiền ra, vị đó hướng tâm đến một loại thần thông là thiên nhĩ thông, có thể nghe được âm thanh ở xa, hay là tha tâm thông là biết tâm của người khác với tâm mình, hoặc là biến hóa thông, một thân biến thành nhiều thân, nhiều thân biến thành một thân, có thể thăng thiên, có thể đồng thổ, có thể đi trên hư không, ngồi trên hư không. Thì như vậy gọi là cái năng lực thần thông của vị chứng thiền. Và suy cho cùng, một vị mà đắc thiền ngay trong hiện tại, vị này trú trong cái sự an lạc. Cái sự an lạc đó mặc dù là an lạc của thời hạn giải thoát, gọi là Samaya, người mới tí, nhưng mà nó vẫn an lạc hơn là đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng cái tâm đại thiện hay tâm thiện dục giới, chúng ta chỉ vui hoan hỷ, chúng ta chỉ an lạc khi mà chúng ta có tiền, hay là chúng ta được ăn mặc đẹp, hoặc là được ăn ngon, ăn hoặc thịt ngon, vân vân. Thì như vậy cái hạnh phúc của tâm thiện dục giới nó có giới hạn, còn cái hạnh phúc, cái an lạc của tâm thiền chứng thì nó tinh vi hơn, đặc biệt hơn, thù thắng hơn. Cho nên dầu không có đi tái sanh, nhưng mà một người chứng thiền, ở dầu cho không có hiện báo nghiệp, nhưng mà một người chứng thiền, chính cái tâm thiền đó nó có quy lực để làm cho hiện tại lạc trú, làm cho người này có thần thông,
khiến cho người này nhập định, nhập thiền định dễ dàng. Như là như vậy gọi là tâm thiền thiện vô sắc giới, cũng như đã ôn về tâm thiền thiện sắc giới. Thiện sắc giới, thiện vô sắc giới đó, nó vẫn là tâm thiện hiện thế, nhưng mà nó được gọi là Majjhima Dhamma, tức là cái pháp trung bình. Còn cái thiện dục giới được gọi là Paritta Dhamma, tức là cái pháp hy thiểu. Cái tâm thiện dục giới chúng ta đã nhỏ nhen không đáng kể khi mà chứng thiền, thì cái tâm thiện nó mới có uy lực lớn, nhưng mà cũng chỉ là trung bình thôi, bởi vì nó còn một cái loại tâm nữa, tâm mà tâm thiện đó gọi là Panita Dhamma, là tinh lương, đó là tâm thiện siêu thế. Bây giờ chúng ta nói đến một cái loại thức, thức thiện thứ tư, tức là thức thiện siêu thế, gọi là Lokottara Citta, Kusala Citta, Lokottara Kusala Citta, là tâm thiện siêu thế. Tâm thiện siêu thế ở đây được gọi là như vậy là bởi vì cái tâm này nó vẫn làm cho phát sanh tâm quả. Tức là quả siêu thế. Và tâm thiện siêu thế ở đây phải được hiểu là tâm đạo Maccacitta. Sở dĩ gọi là tâm đạo là bởi vì những cái tâm này Magga Ramana Dhamma, Magga Hetuka Dhamma, Magga Thipatino Dhamma, tức là pháp và có đạo thành cảnh, có đạo thành trưởng, có đạo đế thành nhân. Vì rằng có đạo đế, tức là có chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tương ưng đồng loạt trên đường gọi là tâm đạo Maccacitta. Và chúng ta cần phải hiểu tâm đạo chính là cái tâm thiện siêu thế Lokottara Kusala Citta. Tâm thiện siêu thế hay tâm đạo, nó có cái chức năng, có cái mãnh lực là đoạn tận phiền não. Nên cái trí ở trong tâm đạo được gọi là Thái Dê Nha Năng, tức là cái đoạn tận trí. Sơ đạo là đoạn tận ba kiến sử, thân kiến và nghi giới cấm, giới cấm thủ. Nhị đạo là làm mũi lược dục ái và sân. Tam đạo là đoạn tận dục ái và sân. Tâm tứ đạo là đoạn tận ái sắc, yêu sắc, kiêu mạn, phóng dật và phụ minh. Thì như vậy cái tâm đạo đó nó có chức năng làm phá vỡ những cái kiết sử phiền não. Nhưng mà sơ đạo là gì? Pathama Magga Citta,
gọi là sơ đạo, vì chỉ nói là cái tâm đạo thứ nhất gọi là sơ đạo. Kỳ thật thì ở trong thanh tịnh đạo nói tâm sơ đạo đây chính là Sotapatti Magga Citta, tức là tu được quần đạo. Chữ tu được quần, đọc âm của chữ Sotapatti Sota, tức là cái dòng chảy chúng ta gọi là lưu, và apati tức là cái sự đi vào hay nhập vào hay là tham gia. Cho nên chữ Sotapatti được dịch là nhập lưu hay là dự lưu, đó là dịch nghĩa. Còn đọc là tu đà quần, cái đó chỉ đọc theo cái tiếng phiên âm thôi. Tâm sơ đạo hay là tu được quần đạo, nó có cái mãnh lực tạo được cái tâm sơ quả hay là tu được một quả, tức là quả siêu thế. Kế đến gọi là nhị đạo, cái tâm nhị đạo được gọi là Duttiya Magga Citta, tức là tâm thánh đạo thứ hai, gọi là nhị đạo. Nhưng mà tâm này được gọi tên là Sakadagami Magga, tức là Tư Đà Hàm đạo. Chữ Tư Đà Hàm tức là đọc âm của chữ Sakadagami. Chữ Sakadagami vì là Tư Đà, đọc âm là Tư Đà Hàm, nhưng mà chữ Sakadagami là một lần, còn chữ Agami là trở lại. Vì vậy cho nên dịch cái chữ Sakadagami phải, nếu dịch nghĩa là nhất lai, nhất lai là trở lại một lần nữa, trở lại khỏi dục giới một lần nữa, chứ có tái sanh hai ba lần ở cõi dục giới. Một lần nữa rồi bị đó ở cái cảnh giới cao hơn, và ở đó chúng ta là hán viên tịch luôn, niết bàn luôn. Cho nên khi mà mình đắc được đạo quả Tư Đà Hàm á, thì có còn luân hồi lại cõi dục giới này, cõi nhân thiên này, thì chỉ luân hồi một kiếp thôi, sau đó sanh về cõi sắc giới, cõi phạm thiên sắc giới, viên tịch niết bàn ở đó. Tiếp đến là tâm tam đạo, tâm thiện dục giới thứ ba, tâm thiện siêu thế thứ ba là tam đạo, ta thi giác mắt giác. Được gọi là như vậy vì đây là thánh đạo thứ ba, nên gọi là tam đạo. Mà thánh đạo thứ ba này được gọi là Anagami, đọc âm là chữ Anaham. Mà dịch á, thì chữ An và chữ Agami ghép chung lại gọi là Anagami, là bất lai,
Chúng ta thường nghe nói một cái vị bất lai, tức là chỉ cho cái vị Anaham á, mà gọi là Anaham thì đọc âm, còn cái nghĩa dịch là phải là bất lai, tức là một vị mà ở cõi này, ngay trong hiện tại này đắc được quả Anaham rồi đó, đắc đạo quả thứ ba này nữa, thì sau khi mệnh chung không còn tái sanh cõi dục giới nữa mà sanh được cõi sắc giới phẩm thiên, viên tịnh niết bàn ở đó luôn. Nhưng vậy gọi là bậc Anaham, Anaham đạo. Và cuối cùng thì cái tâm thiện siêu thế thứ tư được gọi là tứ đạo, gọi là Chattuttha-magga. Chattuttha-magga ở đây tức là thánh đạo thứ tư. Và thánh đạo thứ tư này chỉ cho Arhatamagga, tức là A-la-hán đạo, cũng là đọc phiên âm, mà chữ A-la-hán đấy thì có nghĩa là ưng cúng, là bậc xứng đáng cúng dường. Hay là cái chữ A-la-hán đó, nó được cấu tạo từ ngữ do chữ Ari và chữ Han. Arihan gọi là Arahan, tức là tuyệt trừ, sát trừ kẻ thù, tức là phiền não. Cho nên gọi là một sắc tập. Hay là chữ Ara là cái câm xe, câm của bánh xe. Và chữ Hana, chữ Han đấy, tức là bẻ gãy. Bậc đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, tức là bẻ gãy những cái câm vô minh, hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, ái thủ hữu, sanh già chết sụi khổ u ai. Thì bẻ gãy cái bánh xe nó đi, thì như vậy gọi là bậc A-la-hán. Ngoài chúng ta đọc âm là A-la-hán, và dịch là ứng cúng, ứng cúng hay là sắc tập. Khi một vị đã đắc được tứ đạo A-la-hán, A-la-hán đạo đó, thì tức thời do cái vô giác nghiệp duyên, thì vị này chứng quả A La Hán, được gọi là vô sanh, quả vô sanh, không còn tái sanh luân hồi nữa. Sau khi chứng A La Hán rồi thì hết kiếp sống đó, thì vị này mệnh chung và viên tịch, gọi là niết bàn. Và chúng ta cần phải nhớ rằng là hãy đắc đạo thì đắc quả liền, bằng cách gọi là vô gián cận, gọi là vô gián nghiệp duyên. Không có xen kẽ, không có gián đoạn. Tâm thiện, dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới thì nó cho quả khoảng cách xa. Có thể tu thiền ngay bây giờ, đến kiếp sau tâm thiện này nó mới trổ quả. Nhưng mà đối với thiện siêu thế thì hãy vừa tâm đạo mình vừa diệt thì tâm quả siêu thế sinh khởi liền, gọi là vô gián nghiệp duyên. Thì như vậy ở đây
Chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà mình tu tiến sau con Namaya Puñyakari Vathu, mình tu tập thiền định đó, thì nếu mà tu tập bằng cái đề mục cách xích ná, đề mục biến xứ, hay đề mục thiền chỉ, thì đắc được thiền diệt hiệp thế. Nhưng mà nếu mà tu tập thiền quán thì nghĩa đắc được tâm sơ thế, tức là tâm đạo quả. Giải như vậy đó, thì các Phật tử chúng ta hãy nghe và nắm bắt rõ ràng, để khi mà chúng ta tu tập tuệ thì chúng ta phải biết cái kết quả là mục tiêu cứu cánh của cái tuệ quán là chính đắc niết bàn. Như vậy thì cái thức thiện nó có bốn, là thức thiện dục giới, thức thiện sắc giới, thức thiện vô sắc giới và thức thiện sơ thế. Thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới được gọi là thiện hiệp thế, gồm có 17 thức tâm. Còn thiện sơ thế nói gọn là 4, tức là tu đà quần đạo, tu đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo. Nếu nói rộng thì chia theo 5 bậc thiền, tức là sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tám thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền, vân vân. Thì như vậy bốn đạo mà nhân cho 5 bậc thiền thì 20. Như vậy 20 thiện xu thế và 17 thiện hiệp thế, chúng ta gọi chung là 37 tâm, 37 tâm thiện, là 37 thức thiện, hay 37 thức thiện. Đó là chúng ta nói hết về cái vấn đề thức thiện rồi. Thức quẩn thiện nó chỉ có bấy nhiêu. Tuần sau chúng ta sẽ học về thức quẩn bất thiện. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài học hôm nay ở đây. Tuần này thì đỡ hơn tuần trước, là chúng tôi tương đối sức khỏe khá hơn, cho nên là dạy gần hết giờ được. Còn tuần rồi chúng tôi dạy có nửa buổi, xin lỗi quý vị. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước bảo cho rừng. Sau đó chúng ta chuẩn bị để học ở cái lớp Phật Pháp Puttathamma. Xin kính chào Chư Tùng Đức và thân chào tất cả quý vị. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba buddha anupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba dhamma anupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhanto sabbe devata sabba sangha anupavena sada sati bhavantu te. Tất cả phú an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai.
chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Thích Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya dewa ta santi vihara vasini tu ve ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vihara mang da le thế ra cha mát cha na wa ca cha bích kha vô Sarami ka dana pati upasaka gama cha desani gama cha isara sapana puta sukita pavantu te jalamu cha yepi cha anda sampawa samset da cha ta athavo papati ka niyani kang Qua rằng ba tiếp cha tề sắp về pi đục kha sa kha rồn tu sằng kha dằng thà tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga la sằng khô hồ tu sa mắc gồ quá a thà gia cha hi ta gia cha âm hề ra khan tu sắc thầm mô sắp về pi thầm ma cha ri nô Vô thêm xâm phá vô nê giá.